Hàng loạt các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh được đồng loạt triển khai, mở ra nhiều cơ hội cho người thu nhập thấp chưa có chỗ ở ổn định. Để tiếp cận với khách hàng, các nhà đầu tư cũng cam kết đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào vận hành. Tỉnh Lào Cai đang đồng hành cùng các chủ đầu tư hướng tới mục tiêu trước năm 2030 sẽ có hơn 7.000 căn nhà ở xã hội hoàn thành đưa vào sử dụng. Đây là dự án nhà ở xã hội lớn nhất tỉnh Lào Cai với quy mô 2.189 căn hộ, trong đó giai đoạn 1 có 638 căn, dự kiến sẽ hoàn thành giữa năm 2026. Dù mới khởi công nhưng dự án đang tạo sức hút lớn khi đã nhận được hơn 300 bộ hồ sơ đăng ký mua. Đối chiếu theo các tiêu chí, anh Vũ Minh Đức thuộc diện được mua nhà ở xã hội, bởi vậy anh đã hoàn thiện tất cả thủ tục với mong muốn sẽ sở hữu được một căn hộ ở đây theo hình thức trả góp và vay vốn ưu đãi từ ngân hàng. Thì mỗi người cũng chỉ tầm hiện tại chỉ khoảng 12 đến 13 triệu. Thì nếu để mà mua được cái mảnh đất để mà sinh sống rất là khó, nên là vào dự án này thì có dự án này mở ra thì mình rất là vui và mong muốn là từ đấy sẽ tìm được một cái nơi để mà hai vợ chồng ổn định. Cũng là một cái chính sách rất là ưu đãi của bên phía chính phủ cũng như bên phía tỉnh để sắp xếp cho cán bộ công viên chức người lao động trên địa bàn mình có thể có cơ hội có những ngôi nhà với giá phù hợp. Với tiêu chí của một cái chung cư thương mại thì chúng tôi đã nhận được sức hút rất lớn từ các người dân trên địa bàn tỉnh cũng như là các người dân đang ở khu vực tỉnh khác nhưng mà đang lao động và học tập ở trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Còn đây là dự án nhà ở xã hội với 760 căn, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Dự án đang tạo ra cơn sốt với nhiều người bởi vị trí đẹp, hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Dù chưa chào bán, mức giá chưa được phê duyệt, nhưng rất nhiều người đã mong chờ dự án. Hướng dẫn khách hàng quan tâm và bà con trên địa bàn tỉnh về cái giấy đăng ký mua cũng như là ba cái biểu mẫu xác nhận về đối tượng, xác nhận về nhà ở và xác nhận về thu nhập. Thì dự kiến thì tháng 12 năm nay thì cũng sẽ đủ điều kiện bán hàng. Thì sau đấy thì chúng tôi cũng sẽ tổng hợp và trình lên sở xây dựng thẩm định cái danh sách mua. Ưu tiên mặt bằng sạch, hỗ trợ tối đa về mặt thủ tục và rất nhiều cơ chế ưu đãi khác được tỉnh Lào Cai đưa ra nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào dự án nhà ở xã hội. Ngoài những dự án đang triển khai, tỉnh hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư, tiếp tục phê duyệt thêm một số dự án nhà ở xã hội trong năm 2025. Sẽ phấn đấu là trong năm 2024 và 25 thì sẽ khởi công và thực hiện xây dựng khoảng độ hơn 4.000 căn nhà ở xã hội. Và trên thực tế thì chúng tôi đã tổ chức triển khai khởi công là ba cái dự án, cũng triển khai các cái dự án nhà ở xã hội không phải chỉ ở các cái khu vực đô thị từ loại 3 trở lên, cũng triển khai đặc biệt ở trên địa bàn của thị xã Sapa. Việc mở rộng đối tượng mua nhà ở xã hội và nới lỏng tiêu chí càng khiến phân khúc nhà ở xã hội tạo nên sức hút lớn, giúp những người thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận nhà ở để ổn định cuộc sống. Các dự án nhà ở xã hội được triển khai xây dựng ngày càng nhiều cũng giúp bức tranh thị trường bất động sản đa dạng, khởi sắc hơn.